Xin chào các bạn nha. Hôm nay thì mình sẽ ăn trái cây lắc với muối chú Hải. Ở đây mình có mặn nè, táo nè và sồi non nha. Bây giờ thì mình sẽ lắc lên cho nó thấm nha. Mình gõ ở đây thêm tí nữa đây chấm cùng. Xin mời các bạn nha. Mình thấy cái muối này chấm cái loại trái cây nào nó cũng hợp hết trơn á các bạn. Xin mời các bạn nha. Rất là ngon luôn các bạn, nhưng mà nó cay quá. Cái sốt chấm chú Hải nè thì có hai loại, loại mình đang dùng ở đây á, là loại siêu cay. Ngoài chấm trái cây ra thì còn chấm được hải sản nè, thịt luộc nè và bánh tráng nữa. Và cái video này á, thì mình có gắn giao hàng ở bên dưới. Muối chú Hải thì đã được bán trên 200.000 lượt bán rồi, nên các bạn yên tâm về phần chất lượng nha.